Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Toyota Place Garden Grove 1-800-357-6738. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Quý vị đang theo dõi chương trình phát hình live của Lưới Điện Sài Gòn TV trên mặt tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19 với Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy. Ngày hôm nay, trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đề cập đến mức thăm dò liên quan đến sự ủng hộ cho ông Trump, đặc biệt là khu vực trung kiên, những thành phần cử tri Đảng Cộng Hòa trung kiên. Và đây là những khu vực mà họ từng ủng hộ cho ông Trump, và trong các cuộc thăm dò này họ, CNN cũng như là Business Investor, Business Daily, tờ báo dành cho người đầu tư, họ muốn tìm hiểu xem thành phần trung kiên ủng hộ cho Tổng thống Trump trong thời gian qua hiện nay có bị thay đổi, bị lây chuyển liên quan đến những cái vụ lộn xộn ở trong Tòa Bạch Ốc, việc ông sa thải Scaramucci, thay đổi thành phần, rồi cuộc điều tra của Robert Mueller vào lúc này. Riêng cái cuộc điều tra này cũng rất là căng thẳng cho ông Trump, nghiêm trọng lắm. Bởi vì trong thời gian qua, ông Mueller đang thành lập một grand jury, một đại bồi thẩm đoàn để nhìn vào những cái hồ sơ đầu tư địa ốc của ông Trump có đến từ thập niên 80, 90 và về sau này, khi mà Hoa Kỳ đã có những cái lệnh cấm vận nhắm vào Nga rồi, mà nguồn tin điều tra để xem trong cái thời gian cấm vận đó thì công ty địa ốc của ông Trump có tiếp tục làm ăn với Nga hay không. Thì đó là hồ sơ mà ông Robert Mueller theo dõi nhằm tìm hiểu xem có một cái sự cấu kết nào, dùng chữ cấu kết đó thưa quý vị, conclusion giữa các công ty của ông Trump với nước Nga, và qua đó đã đưa ra những cái lời hứa hẹn của ông Trump nói rằng cố gắng cải thiện quan hệ ngoại giao và mậu dịch kinh tế giữa Nga với Hoa Kỳ. Thì qua đó CNN, một trong những cơ quan truyền thông mà ông Trump luôn gọi là fake news, thế nhưng ngoài CNN ra họ không muốn chỉ là một mình để thực hiện cuộc thăm dò này, đã phối hợp chung với Investor Business Daily và thực hiện một cuộc thăm dò mới nhất. Thì lẽ đương nhiên họ nói rằng không những CNN mà các cuộc thăm dò khác cũng cho thấy là nhìn chung khi mà thăm dò thì hỏi thành phần cử tri Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa và Independent, độc lập, thì họ gộp chung lại thì mức ủng hộ vẫn ở vào khoảng 38%, là mức thấp nhất từ trước đến giờ dành cho bất cứ một vị tổng thống nào bước vào tháng thứ 7, thứ 8 làm tổng thống. Thế nhưng IBD là Investor Business Daily Poll còn tệ hơn nữa, là ở mức 32% mà thôi. Về mặt những thành phần trung kiên của Đảng Cộng Hòa thì trước đây đó là 71% Đảng Cộng Hòa ủng hộ cho Tổng thống. Thế nhưng họ nói rằng đây là cái con số mà thấp xuống từ cái mức 83%, thưa quý vị. Nói chung đó là trong 100 người Đảng Cộng Hòa mà từng ủng hộ cho ông Trump đó, thì trước đó còn xuống 83 người, nhưng mà thăm dò mới nhất là còn 71 người mà thôi. Nói như thế cho nó dễ hiểu, tức là 71%, thưa quý vị. Và 73% vào tháng 2 khi mà cuộc thăm dò thực hiện, bởi vì chúng ta còn nhớ, và quý vị còn nhớ khi chúng tôi đề cập đó, thì họ nói rằng vào tháng 2 thì khi mà họ hỏi những cử tri đó, sao nếu mà ngày hôm nay quý vị được đi bầu trở lại thì quý vị có tiếp tục bầu cho ông Trump không? Thì đến 73% mọi người, những thành phần mà trung kiên của Đảng Cộng Hòa nói rằng chúng tôi tiếp tục ủng hộ cho ông ấy. Mặc dù là đến tháng 2 là đã cũng có nhiều cái vụ lộn xộn liên quan đến ông Trump rồi. Thế nhưng ngày hôm nay cũng câu hỏi đó, nếu mà ngày hôm nay nếu quý vị được đi bầu trở lại, quý vị có ủng hộ cho ông Trump không? Thì cái số này từ 73% xuống còn có 59% mà thôi. Mặc dù trong mới đây, hôm nay thì ông Trump vẫn đang tiếp tục nghỉ hè ở New Jersey, nhưng mà khi mà đến tiểu bang West Virginia vào tuần rồi đó, thì ông Trump tuyên bố là trong các cuộc thăm dò thì thành phần trung kiên vẫn tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cho ông. Và qua cái cuộc thăm dò này, và cũng có thể Đảng Cộng Hòa có cuộc thăm dò riêng, đó là lý do tại sao mà tờ New York Times
hôm cuối tuần đã đăng ra một cái loạt tin mà khiến cho ông phó tổng thống Mike Pence đã lên tiếng phản đối dữ dội luôn, đó là nói không có chuyện đó, khi mà tờ New York Times nói rằng họ đã phỏng vấn một số các thành viên và thành chi của Đảng Cộng Hòa và nói rằng có nhiều người đã đề nghị đến ông Mike Pence, phó tổng thống, là nếu ông muốn chúng tôi sẽ ủng hộ cho ông để làm tổng thống năm 2020. Wow. Thì cái điều đó đã khiến cho ông Mike Pence đã phủ nhận hết tất cả các bản tin này. Thế nhưng không có lửa làm sao có khói, không có khói làm sao có lửa. Thế thì New York Times mới nói rằng cho đến giờ phút này New York Times vẫn khẳng định những gì mà chúng tôi thăm dò và hỏi đó thì toàn là những thành phần trung kiên của Đảng Cộng Hòa thôi, và họ nói họ sẵn lòng ủng hộ cho ông Mike Pence. Và có những bằng chứng là trong thời gian qua đó, ông Mike Pence trong lúc mà đi gặp những các tiểu bang và các nơi mà ông ủng hộ vận động đó trong những cái dự luật của tổng thống cũng như là của chính phủ đó, thì rõ ràng ông đã tìm cách là vận động để củng cố cái vị thế chính trị của mình. Đó là chuyện mà tờ New York Times và Washington Post và nhiều tờ báo khác cũng đã tìm thấy cái điểm đó. Ông củng cố cái vị trí. Có thể là không phải là 20, có thể là 2024. Vâng. Yeah, tức là ông đang chuẩn bị cho 4 năm và 8 năm tới. Và người ta tin tưởng đó là thế nào ông Mike Pence cũng ra tranh cử tổng thống. À, vâng, thưa quý vị, cũng khá là ngẫu nhiên khi ngoài CNN thì sáng ngày hôm nay CBS họ cũng đã làm những cái cuộc thăm dò và họ cũng đã đưa ra những cái số liệu khá là trùng khớp với CNN, thưa quý vị. Đầu tiên đó là bản thăm dò thứ nhất cho thấy là có nhiều người Hoa Kỳ hiện nay cảm thấy lo lắng về cái vấn đề của Bắc Hàn cũng như cái cách mà Tổng thống Donald Trump tiếp cận để mà giải quyết cái vấn đề này. Thì cuộc thăm dò này được thực hiện từ ngày 3 tháng 6 cho đến ngày xin lỗi quý vị, từ ngày 3 tháng 8 cho đến ngày 6 tháng 8 với hơn 1.000 người khắp toàn quốc, mà cũng gồm các cử tri Đảng Cộng Hòa, Đảng Dân Chủ và các cử tri độc lập gộp lại. Họ được phỏng vấn qua điện thoại. Thì gần 3/4 người Hoa Kỳ tỏ ra lo lắng về cái vấn đề Bắc Hàn. Tuy nhiên, đa số họ nghĩ rằng Bắc Hàn đang sử dụng cái chương trình tên lửa nhằm muốn giành lấy quyền lực cũng như là sự ảnh hưởng hơn là muốn mở một cuộc tấn công hạt nhân vào Hoa Kỳ. Và kể từ hồi tháng 4 vừa qua thì ý kiến của đa số phần lớn người dân đều không thay đổi. Đó là họ xem Bắc Hàn là một mối đe dọa có thể giải quyết được bằng những hành động quân sự. Bên cạnh đó, phần lớn người dân không thoải mái về cái khả năng làm việc của ông Trump trong việc xử lý tình hình với chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong khi chỉ có 1/3 thì tin vào cái khả năng của ông. Và bên cạnh đó, cũng theo cái bản báo cáo này thưa quý vị, thì những cái vấn đề khác thì cái tỷ lệ ủng hộ cho ông Trump giảm rất là thấp, nhưng chỉ có một cái chỗ là đến 69 người dân đánh giá cao cái khả năng của các chính sách về nền kinh tế của ông Trump cao nhất trong vòng 15 năm qua. Tuy nhiên, với tất cả những cái vấn đề khác, chẳng hạn như là thương mại, nhập cư, đặc biệt là về chăm sóc y tế, thì là đa số người dân phản đối tất cả những cái việc mà ông Trump đã làm. Rõ ràng qua cái cuộc thăm dò và chúng ta thấy đó là thành phần cử tri, không phải chỉ riêng Đảng Cộng Hòa mà kể cả Dân Chủ và Độc Lập, ai cũng công nhận là ông Trump có khả năng và điều hành nền kinh tế của nước Mỹ, và họ nghĩ có khả năng là ông Trump sẽ đạt được cái cam kết tạo công ăn việc làm. Nhưng mà chúng tôi đã thưa đó là trong quá khứ những vị tổng thống mà tạo nên cái nền kinh tế tốt đẹp thì thường đó là cử tri sẽ ủng hộ để cho ông tiếp tục nhiệm kỳ thứ nhì. Thưa quý vị, nếu không có cái diễn biến nào khác mà nó tệ hại hơn thì chắc có lẽ là ông Trump sẽ vững tiến để tiếp tục thêm nhiệm kỳ thứ nhì nữa. Chúng tôi trở lại ngay gửi đến quý vị hai bản tin liên quan đến một vụ mà đào thoát, một là vượt ngục ở Ohio và thứ hai là cái vụ mới đây ở tại Missouri bắn chết cảnh sát. Những cái bản tin cập nhật này mời quý vị cùng theo dõi, xen kẽ là nhiều tin thú vị khác nữa liên quan đến khoa học, mời quý vị cùng theo dõi ngay sau phần quảng cáo.